Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi chương trình Người quan sát của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Vào ngày 7 tháng 10 vừa qua, Hoa Kỳ bất ngờ tuyên bố rút quân khỏi biên giới Syria, Thổ Nhĩ Kỳ. Và chỉ 2 ngày sau đó, vào ngày 9 tháng 10, Thổ Nhĩ Kỳ chính thức khởi động chiến dịch quân sự mang tên Mùa Xuân Hòa Bình nhằm vào lực lượng người Quốc tại Syria, từng là đồng minh của Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Diễn biến này có thể trở thành bước ngoặt đáng lo ngại tại một vùng đất vốn đã hỗn loạn vì cuộc nội chiến kéo dài suốt 8 năm ở Syria. Và chương trình Người quan sát ngày hôm nay sẽ tìm hiểu, bình luận về vấn đề này cùng với sự xuất hiện của hai chuyên gia theo dõi sát sao tình hình khu vực Trung Đông nói chung và Syria nói riêng. Xin được trân trọng giới thiệu Đại tá Lê Thế Mẫu, chuyên gia phân tích chính trị quân sự quốc tế. Và xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch, nguyên đại sứ Việt Nam tại Iran. Xin được cảm ơn hai ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi cùng bắt đầu trao đổi với hai vị khách mời thì xin kính mời quý khán giả và các đồng chí, chúng ta hãy cùng chứng kiến những hình ảnh về chiến dịch quân sự Mùa Xuân Hòa Bình trong những ngày vừa qua. Đêm 9 tháng 10 theo giờ Việt Nam, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã mở chiến dịch quân sự tại khu vực Đông Bắc Syria mang tên Mùa Xuân Hòa Bình nhằm vào các chiến binh người Quốc ở Syria. Chiến dịch mở đầu bằng những cuộc không kích vào các cứ điểm của lực lượng người Quốc, mở đường cho bộ binh Thổ Nhĩ Kỳ tiến vào các thành phố Đông Bắc Syria. Lực lượng người Quốc đáp trả bằng cách tấn công vào các thị trấn biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Theo báo chí quốc tế, đã có dân thường của Thổ Nhĩ Kỳ và Syria thiệt mạng, cùng hàng chục ngàn người phải sơ tán kể từ khi chiến dịch bắt đầu. Chính phủ Syria cực lực lên án chiến dịch này và cho rằng đây là hành vi xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Syria. Trong khi đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan thì lập luận đây là hành động cần thiết nhằm tiêu diệt tận gốc các phần tử IS, ngăn chặn việc hình thành một vành đai khủng bố tại khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ Syria, đồng thời xây dựng một vùng đệm để tái định cư hơn 1 triệu người tị nạn Syria tại khu vực này. Thưa Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch ạ, từng có thời gian làm đại sứ Việt Nam tại khu vực này thì Tiến sĩ có thể chia sẻ cho toàn thể quý khán giả của chúng tôi được biết về cái mâu thuẫn giữa người Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ từ trong lịch sử đến giờ? Có thể nói là người Quốc và người Thổ có một cái mâu thuẫn rất là nặng nề. Khi mà năm 1923, khi mà Thổ Nhĩ Kỳ thành lập sau khi mà đế quốc Ottoman tan rã, thì người Quốc tưởng rằng là mình sẽ được công nhận, cái địa vị của mình sẽ được công nhận ở cái mảnh đất trước kia của đế quốc Ottoman, là nước Thổ Nhĩ Kỳ mới. Thế nhưng mà nước Thổ Nhĩ Kỳ mới thành lập cũng không thừa nhận địa vị của người Quốc. Thậm chí là Thổ Nhĩ Kỳ cấm sử dụng tiếng Quốc, cấm gọi người là người Quốc mà gọi là người Thổ Nhĩ Kỳ trên núi. Đấy, chính vì thế đâm ra là Thổ Nhĩ Kỳ thì vẫn nói rằng là Thổ Nhĩ Kỳ có những hành động này, hành động kia để bảo vệ người Thổ Nhĩ Kỳ trên núi. Nhưng mà người Quốc thì người ta nói rằng đấy là, và thế giới rất nhiều người cho rằng đấy là hành động phân biệt đối xử và hành động đấy là vi phạm nhân quyền. Thế từ năm 23 cho đến nay có rất nhiều cái mâu thuẫn trong nội bộ Thổ Nhĩ Kỳ giữa hai cái sắc tộc đấy, và hàng chục ngàn người Quốc phải bị chết, bị giết. Thế nhưng mà Thổ Nhĩ Kỳ ấy bảo đấy là do người ta bảo vệ, người có những cái hành động bảo vệ chống lại khủng bố, chứ không phải là đấy là người ta vi phạm nhân quyền. Đấy chính cái mâu thuẫn của người Thổ và người Quốc ở trong lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ là như vậy. Ở đây tôi cũng phải nói thêm là người Quốc là người ta rất là một dân tộc rất là đáng, rất là đau thương. Họ có cả một vùng đất rất lớn nhưng mà họ không được công nhận ở đâu cả. Không phải chỉ riêng ở Thổ Nhĩ Kỳ, ở Syria, ở Iraq,
Và người Quốc có rất nhiều cái tham vọng là muốn thành lập một cái quốc gia riêng. Và khi mà người ta muốn thành lập quốc gia riêng thì nó lại sẽ mâu thuẫn với cả từng quốc gia đấy. Chẳng hạn mâu thuẫn với Thổ Nhĩ Kỳ hay mâu thuẫn cả Iraq, mâu thuẫn cả Syria. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Thành. Và thưa đại tá Lê Thế Mẫu, là một người đã theo dõi rất là sát sao cái diễn biến tại Syria kể từ khi mà cuộc chiến tranh bùng phát từ năm 2011 cho đến nay. Vậy thì ông có bất ngờ không trước hai cái sự kiện diễn ra mà đã có tác động rất lớn tới quốc gia đang chìm trong nội chiến này? Đó là quyết định rút quân của Tổng thống Donald Trump cũng như là cái chiến dịch Mùa Xuân Hòa Bình từ phía Thổ Nhĩ Kỳ. Cộng đồng quốc tế thì có vẻ bất ngờ trước quyết định này của ông Donald Trump. Nhưng mà nếu theo dõi toàn bộ diễn biến quan điểm chính trị của ông Donald Trump trước khi trở thành Tổng thống Mỹ cho đến sau khi ông nhậm chức ấy, thì ta thấy rằng nó không bất ngờ lắm. Bởi vì chúng ta biết rằng là ông Donald Trump là kiên quyết phản đối cái chiến lược Trung Đông của các đời Tổng thống Mỹ trước đây, từ Tổng thống Bush, Tổng thống Bill Clinton cho đến đặc biệt là Tổng thống Barack Obama. Thì ông cho rằng là người Mỹ đưa quân vào Trung Đông đầu tư hoặc là tức là bỏ ra một khoản kinh phí khổng lồ hàng ngàn tỷ đô la nhưng không đem lại bất kỳ một lợi ích nào của nước Mỹ, và ông phản đối cái chiến lược Trung Đông của Mỹ trước đây. Trong chiến lược Trung Đông của Mỹ trước đây thì có một cái mục tiêu tôi vẽ lại cái bản đồ Trung Đông. Trong cái vẽ lại bản đồ Trung Đông đấy thì là sự hình thành nên những quốc gia mới. Quốc gia mới đó chính là muốn nói đến cái nhà nước Kurdistan, tức là nhà nước của người Quốc mà bao gồm một phần lãnh thổ của Iraq, một phần lãnh thổ của Syria, một phần lãnh thổ của Thổ Nhĩ Kỳ. Đấy là nhà nước Kurdistan là như vậy. Thế thì ông phản đối câu chuyện đó. Cho nên cái việc mà ông không, hiện nay ông rút quân ra khỏi khu vực của người Quốc kiểm soát khu vực Đông Bắc Syria chỉ là một cái hành động mở đầu cho cái sự phản đối cái chiến lược Trung Đông lớn, Trung Đông của các đời Tổng thống Mỹ trước đây mà thôi. Nhưng vấn đề thế này, vì sao ông đưa ra quyết định vào thời điểm này? Thế thì nước Mỹ hiện nay đứng trước một cái sự lựa chọn giữa một cái ứng xử rất là khó, rất là phức tạp giữa hai cái đồng minh của nước Mỹ. Một là người Quốc, là đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố ở Syria. Thứ hai là Thổ Nhĩ Kỳ cũng là đồng minh của Mỹ, là thành viên của NATO. Thế thì giữa Thổ Nhĩ Kỳ và người Quốc thì như anh Thành được nói là cái mâu thuẫn vô cùng sâu sắc trong lịch sử và đặc biệt hiện nay. Thế thì Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng là tuyên bố rằng là cái câu chuyện mâu thuẫn giữa hai quốc gia hiện nay, hai lực lượng này thì bây giờ họ tự giải quyết lại với nhau và nước Mỹ không can thiệp. Đấy, vì vậy cho nên ông rút quân ra khỏi cái khu vực Đông Bắc Syria là cái nơi mà đang Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị phát động chiến dịch quân sự ở khu vực này. Và cái ý định này của Tổng thống Erdogan thì đã được nói rất rõ trong cái cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cho nên cuối cùng là ông Donald Trump quyết định vào cái thời điểm này ông quyết định rút lực lượng quân sự của Mỹ ra khỏi cái khu vực mà họ đang kiểm soát ở Đông Bắc Syria, để tránh một cái cuộc chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực này. Đó là quan điểm của Đại tá Lê Thế Mẫu. Còn với tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch thì sao? Ông có suy nghĩ ra sao về cái sự kiện này? Tôi cũng đồng ý với cả Đại tá Lê Thế Mẫu là nếu mà nhìn là cái lời hứa của Tổng thống Donald Trump là sẽ rút khỏi Trung Đông thì ông thực hiện cái lời hứa của mình. Thế nhưng mà cái thời điểm này thì tôi nghĩ là thế giới bất ngờ. Bất ngờ ở chỗ là chúng ta thấy rằng là khi mà cái hệ quả chỉ có 2 ngày sau tuyên bố của ông Trump là Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa quân vào phía bắc của Syria, mà cái hành động Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào bắc Syria như thế là bị cả cộng đồng quốc tế lên án. Chúng ta thấy là từ châu Âu cho đến Trung Đông, cho đến châu Á, thậm chí nước Úc xa xôi cũng phản đối, tất cả thế giới cộng đồng quốc tế đều phản đối cái việc Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân. Và chính vì thế nên chúng ta thấy rằng là cái hệ quả của một cái quyết định của Tổng thống Donald Trump tưởng rằng là nó rất là bình thường, nó không có gì đặc biệt cả. Thế nhưng mà bị cả cộng đồng quốc tế không ủng hộ. Thì tôi nghĩ rằng đấy có lẽ là nếu như rõ ràng cộng đồng quốc tế không chuẩn bị tinh thần là có một cái hành động như thế từ phía Mỹ. Và chính vì thế nên từ cái góc độ đấy tôi nghĩ rằng là cộng đồng quốc tế đều là bất ngờ với cả quyết định này. Và ngay sau khi mà Thổ Nhĩ Kỳ mở cái chiến dịch quân sự ở Đông Bắc Syria, cái chiến dịch mang tên là Mùa Xuân Hòa Bình, thì về phía Tổng thống Donald Trump thì ông cũng đã tuyên bố rằng nếu như mà Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua giới hạn ở Syria thì Hoa Kỳ sẽ cấm vận Thổ Nhĩ Kỳ, thậm chí là làm sụp đổ cái nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ. Vậy thì theo tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch, cái giới hạn mà ông Donald Trump nhắc đến ở đây là gì? Tôi nghĩ rằng là nếu mà chúng ta hỏi Tổng thống Donald Trump giới hạn là gì thì tôi nghĩ là ông cũng không trả lời được giới hạn là gì. Bởi vì trong phát biểu của ông không nói giới hạn là gì cả.
Nhưng mà tại sao ông lại phát biểu là nếu mà Thổ Nhĩ Kỳ vượt quá giới hạn thì Mỹ sẽ hành động không để cho Thổ Nhĩ Kỳ tự tung tự tác? Tôi nghĩ rằng là bởi vì cộng đồng quốc tế rất lo ngại cái việc sau khi mà Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân vào, cộng đồng quốc tế rất lo ngại. Lo ngại cái gì? Lo ngại là nhà nước Hồi giáo có thể được tái xác lập, hay là lực lượng gọi lực lượng IS đấy có thể sống lại. Và cái đấy là cái nỗi lo rất lớn của cộng đồng quốc tế. Và đứng trước cái nỗi lo của cộng đồng quốc tế như thế thì Tổng thống Mỹ phải có một cái câu trấn an. Câu trấn an là cộng đồng quốc tế yên tâm, Mỹ sẽ không để cho Thổ Nhĩ Kỳ đi muốn làm gì thì làm, phải có một cái giới hạn. Thế thì ông ấy nói như vậy thôi, nhưng giới hạn là gì thì tôi nghĩ là cũng chưa rõ. Và cái điểm thứ hai là ông đe dọa là có thể đánh sập nền kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi nghĩ cái câu này thì có lẽ là hơi cái tuyên bố, tôi chưa thấy Mỹ đánh sập nền kinh tế nào cả. Thế thì mà để mà đánh sập một nền kinh tế nào đấy, anh phải có biện pháp, anh phải có tiềm lực, anh phải có đủ điều kiện thì anh mới đánh sập được. Chứ không thể nói một cách đơn giản là tôi đánh sập nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ. Thế chính vì thế nên chúng ta thấy rằng là cái tuyên bố đe dọa là đánh sập nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ, tôi nghĩ đấy chỉ là cái đe dọa để cho Thổ Nhĩ Kỳ biết rằng là Mỹ rất quyết tâm. Và chúng ta hiểu cái đấy là một cái ý nghĩa chính trị nhiều hơn là một cái thực tế. Vâng. Tôi hoàn toàn nhất trí về ý kiến của Đại sứ Thạch, nhưng tôi còn cái bổ sung thêm một chi tiết nhỏ. Tức là về cái giới hạn mà giới hạn đỏ đấy, mà ông Donald Trump muốn đề ra là ông Thổ Nhĩ Kỳ không được vượt qua thì nó cũng rất mơ hồ. Nhưng đây có một chi tiết như thế này. Tức là trước khi mở chiến dịch quân sự ở Đông Bắc Syria thì Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ của Ca Thán với Tổng thống Donald Trump, tức là trước đây là Mỹ với Thổ Nhĩ Kỳ được thống nhất với nhau là cùng hợp tác để thiết lập vùng an toàn ở Đông Bắc Syria. Nhưng mà Mỹ không hành động gì cả. Cuối cùng Thổ Nhĩ Kỳ họ tuyên bố rằng nếu Mỹ không hành động gì thì chúng tôi sẽ tự thiết lập, tự hành động. Cho nên là cái giới hạn đỏ ở đây chính là cái Thổ Nhĩ Kỳ không được vượt quá cái mục đích đề ra, tức là thiết lập cái vùng an toàn ở Nova City. Còn nếu ông vượt quá cái phân khu đó thì chắc chắn là sẽ bị thổi còi. Và thưa Đại tá Lê Thế Mẫu ạ, theo như quan điểm cá nhân của ông thì ông nghĩ thế nào về tương lai của cộng đồng người quốc ở Syria, cũng như là cái mối quan hệ giữa người quốc và người giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ sắp tới đây sẽ diễn biến ra sao? Tương lai và triển vọng của người quốc ở đây thì theo tôi là có thể chấp nhận được ở cấp độ, tức là người quốc sẽ giành được một quyền tự trị nào đó ở trên lãnh thổ Syria cũng như trên lãnh thổ Iraq. Hiện nay chúng ta biết đã thành lập cái khu vực tự trị của của người quốc trên lãnh thổ Iraq rồi, và họ cũng chấp nhận ở cái mức độ tức là người quốc sẽ hình thành một khu vực tự trị trên lãnh thổ Syria. Và theo tôi biết thì Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã từng chấp nhận cái câu chuyện đó, đã cho phép người quốc định cư trên một cái khu vực lãnh thổ của Syria và tham gia cùng với chính phủ Syria trong cuộc chiến chống khủng bố. Thì tôi nghĩ họ chấp nhận một cái ở mức độ như vậy, chứ còn sẽ không chấp nhận cái ý đồ hay là cái tham vọng của người quốc là xây dựng một nhà nước độc lập. Theo tôi nghĩ là không bao giờ chấp nhận cái chuyện đó. Nếu vượt quá giới hạn đấy thì chắc chắn là sẽ bị thổi còi. Vâng, xin được cảm ơn Đại tá Lê Thế Mẫu. Thưa quý khán giả và các đồng chí, chúng ta vừa phân tích về tác động và phản ứng của các bên trong cuộc. Vậy còn cộng đồng quốc tế đã đưa ra quan điểm và có những động thái gì trước diễn biến hiện nay tại Syria? Thì mời quý khán giả và các đồng chí cùng theo dõi trong phóng sự sau đây. Dư luận quốc tế đang hết sức quan ngại khi Thổ Nhĩ Kỳ triển khai chiến dịch quân sự có tên Mùa Xuân Hòa Bình ở miền Đông Bắc Syria. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã có cuộc họp khẩn về hành động này sau khi kết thúc phiên thảo luận kín. Năm nước châu Âu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Pháp, Đức, Anh, Bỉ và Ba Lan đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ dừng chiến dịch tấn công lực lượng người quốc tại Syria. Tuyên bố chung của năm nước nêu rõ: "Chúng tôi đặc biệt quan ngại về chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ tại Đông Bắc Syria. Chúng tôi kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ dừng các hoạt động quân sự." Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Kelly Craft cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải đối mặt với những hệ quả từ chiến dịch này nếu chính quyền Tổng thống Tayyip Erdogan không bảo vệ những người dân thường dễ bị tổn thương hay không kiểm soát nhóm khủng bố IS. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi xuống thang xung đột tại Syria và bày tỏ mối quan ngại sâu sắc nhất về leo thang xung đột ở miền đông Syria, nhấn mạnh việc giảm căng thẳng là yêu cầu đặc biệt cần thiết. Trong khi đó, Nga lên tiếng ủng hộ giải quyết các vấn đề Syria thông qua đối thoại giữa lực lượng người quốc và chính phủ Syria. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan
kêu gọi Ankara cân nhắc cẩn thận tình hình và không làm tổn hại đến những nỗ lực chung để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria. Giới phân tích và chuyên gia khu vực Trung Đông chia sẻ quan điểm rằng chiến dịch tấn công này sẽ có nguy cơ kéo theo nhiều hệ lụy nguy hiểm, đặc biệt có thể khiến tổ chức nhà nước Hồi giáo IS lợi dụng thời cơ để tái trỗi dậy tại Syria và gây ra thêm một cuộc khủng hoảng nhân đạo mới tại khu vực. Thưa tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch, như ông vừa theo dõi ở trong phóng sự vừa rồi của chúng tôi thì chúng ta có nhắc tới cái cuộc tập trận của Iran ở gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Vậy thì ông có bình luận ra sao về cái động thái này của Iran? Tôi nghĩ rằng là nếu như chiến sự xảy ra ở đấy thì có thể người quốc sẽ lánh nạn sang Iran. Và người quốc sẽ có một cái cuộc lánh nạn lớn để sang Iran thì Iran phải, đấy sẽ là một cuộc khủng hoảng đối với cả Iran, và Iran phải chuẩn bị tinh thần như thế. Và đây là cái cuộc tập trận này nhằm cái mục đích đấy hơn là mục đích để phòng vệ với cả cuộc tấn công từ phía Syria, hay là Iran cũng không, tôi không nghĩ Iran lại chuẩn bị cuộc tấn công Thổ Nhĩ Kỳ để mà đáp trả một cái gì đây cả. Bởi vì câu chuyện đấy là câu chuyện hiện nay là câu chuyện giữa người Thổ và người quốc, chứ không phải là câu chuyện giữa Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Nghĩa là đơn thuần là một cuộc tập trận vì lợi ích an ninh quốc gia thôi, đúng không? Đúng rồi. Dạ vâng. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch. Và thưa đại tá Lê Thế Mẫu, về phía quan sát của riêng cá nhân ông thì ông nghĩ phía Nga có cái cách nhìn nhận và đánh giá ra sao về cái chiến dịch quân sự vào mùa xuân hòa bình? Phía Nga thì cũng rơi vào một tình huống hết sức khó khăn. Bởi vì Thổ Nhĩ Kỳ, chúng ta biết rằng Thổ Nhĩ Kỳ cùng với Nga, cùng với Iran hiện nay là ba quốc gia đồng bảo trợ cho một tiến trình chính trị để giải quyết khủng hoảng ở Syria. Cho nên trước hành động này của Thổ Nhĩ Kỳ thì phía Nga cũng rất là khó xử. Thế thì sau khi mà Tổng thống Erdogan phát động chiến dịch quân sự thì ông có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thế thì ông Putin có đưa ra một cái quan điểm thế này: nếu mà Thổ Nhĩ Kỳ hành động để bảo vệ cái an ninh quốc gia của Thổ Nhĩ Kỳ trước nguy cơ khủng bố, bởi vì ông Erdogan tuyên bố rằng là một trong những mục tiêu mà mở chiến dịch quân sự hiện nay chính là để tiêu diệt khủng bố, nguy cơ khủng bố đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Thì ông Putin còn nói rằng nếu mà Thổ Nhĩ Kỳ bảo vệ cái lợi ích an ninh quốc gia trước nguy cơ khủng bố thì ông chấp nhận. Nhưng mà Thổ Nhĩ Kỳ không được có những hành động làm phương hại đến cái tiến trình chính trị hiện nay đang được mở ra ở Syria. Chúng ta biết rằng hiện nay ở Syria tức là đã thành lập cái ủy ban hiến pháp do chính phủ Syria và các lực lượng đối lập và soạn thảo hiến pháp để từ đó mở đầu cho một tiến trình chính trị ở Syria. Đây là một tiến lấy một bước giai đoạn hết sức là tích cực. Thế thì nếu chiến dịch quân sự này mà vi phạm cái điều đó thì không thể chấp nhận được. Thứ hai, ông Putin có tuyên bố rằng là dù Thổ Nhĩ Kỳ có mở chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Syria để thiết lập cái vùng an toàn nào đó, nhưng một nguyên tắc không bao giờ được xâm phạm, đấy là phải tôn trọng toàn vẹn chủ quyền độc lập lãnh thổ của Syria. Đó là điều không bao giờ Nga là bỏ qua. Cho nên nếu như Thổ Nhĩ Kỳ mượn gió bẻ măng, tức là mượn gió để thực hiện một ý đồ riêng của nó, của Thổ Nhĩ Kỳ đó, thì chắc chắn là phía Nga họ sẽ không thể chấp nhận. Tôi nghĩ quan điểm đấy là quan điểm cũng hết sức là khách quan thôi. Thứ hai nữa là Nga sẵn sàng tiến hành cuộc đàm phán giữa lực lượng người quốc với chính phủ Syria, với Thổ Nhĩ Kỳ để hóa giải cái cuộc khủng hoảng hiện nay, làm cho cái cuộc khủng hoảng không được leo thang và đảm bảo duy trì cái môi trường hòa bình ổn định để tạo ra cái điều kiện cho cái tiến trình chính trị hiện nay đang được mở ra ở Syria. Vâng, cảm ơn đại tá Lê Thế Mẫu. Và thưa tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch, theo như nhận định của cá nhân ông thì ông nghĩ rằng liệu rằng cái chiến dịch mùa xuân hòa bình này sẽ kéo dài tới bao lâu, và chiến dịch này sẽ tạo ra những hệ lụy gì? Liệu nó có thể tạo ra một cái hệ lụy mà tất cả thế giới này đều không mong muốn, đó là bóng ma IS sẽ quay trở lại hay không? Đúng là cả thế giới lo lắng là bóng ma IS quay trở lại, và chính vì thế nên không ai ủng hộ cái hành động của Thổ Nhĩ Kỳ cả. Ở đây chúng ta phải làm rõ một điểm, tức là Thổ Nhĩ Kỳ nói là tấn công để mà chống lại khủng bố. Khủng bố trong con mắt Thổ Nhĩ Kỳ đấy là lực lượng dân quân tự vệ của người quốc. Thế nhưng mà cái lực lượng dân quân tự vệ của người quốc lại là thành phần chính của cái lực lượng dân chủ Syria. Mà lực lượng dân chủ Syria thì lại được phương Tây ủng hộ, và lực lượng dân chủ Syria là có công cùng với Mỹ chiến đấu chống lại IS. Và chính vì thế làm suy yếu cái lực lượng dân quân của người quốc, tức là làm suy yếu cái lực lượng dân chủ Syria.
Và ở đây cộng đồng quốc tế thấy cái lực lượng dân chủ Syria bị suy yếu, và nếu như tù binh IS mà lực lượng dân chủ Syria đang giam giữ đấy mà trốn thoát khỏi tù nhà tù đơn vị chục ngàn người thì lúc đấy sẽ là một cái nguy cơ rất lớn. Đấy là chúng ta giải thích tại sao mà lại cộng đồng quốc tế từ châu Âu cho đến châu Á châu ấy đều phản đối, và ngay cả đến Trung Đông tất cả các nước Ả Rập cũng đều phản đối hành động tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ, bởi vì họ đều lo ngại là IS quay trở lại, đấy là cái bóng ma. Thì chúng ta thấy rằng là tất nhiên là Thổ Nhĩ Kỳ có mục tiêu hoàn toàn khác. Thổ Nhĩ Kỳ là chỉ làm thế nào để tấn công tiêu diệt cái lực lượng người quốc, bởi vì người quốc và người thổ đấy là câu chuyện của người Thổ Nhĩ Kỳ, của Thổ Nhĩ Kỳ. Và chính vì thế nên cái tương lai của cái xung đột này đến đâu thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là nó không kéo dài, bởi vì tại Thổ Nhĩ Kỳ trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ đứng trước cái sức ép của cộng đồng quốc tế, họ cũng sẽ tìm cách là tuyên bố là đã hoàn thành cái mục tiêu của mình là tiêu diệt một phần hay là tiêu diệt lực lượng phần lớn của cái lực lượng mà họ cho rằng là khủng bố, mà họ dừng cái cuộc tấn công ở đấy, và như thế cũng đảm bảo được một phần là cái khu vực an toàn cho họ ở biên giới cả Syria, và như thế là họ cũng được, lợi ích của họ cũng được bảo đảm, lợi ích của các cộng đồng quốc tế là không bị làm suy yếu quá mạnh cái lực lượng dân chủ Syria mà Mỹ đã từng hậu thuẫn. Và có lẽ là đây là một cái giải pháp giữ thể diện cho tất cả các bên, trong khoảng tôi nghĩ cuộc chiến sẽ không quá kéo dài. Và cũng là một cái sự dự đoán trong tương lai sắp tới nữa, đó là ông nghĩ ra sao về những cái sự kiện, những cái diễn biến liên quan xung quanh cái cuộc chiến quân sự này, sắp tới nó sẽ diễn ra theo chiều hướng như nào, có kịch bản nào có thể xảy ra hay không? Câu chuyện mà để mà giải quyết về lâu về dài ấy, thì rõ ràng cái gốc rễ của vấn đề đấy là vị trí của người quốc ở trong khu vực. Người quốc nếu như mà không có được cái tự trị, và nếu người quốc mà nhất là đối với trong Thổ Nhĩ Kỳ, nếu những người thổ vẫn quyết tâm đi theo cái việc là phủ nhận cái sự hiện diện của văn hóa quốc, của người quốc, của tiếng quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ, thì tôi nghĩ rằng câu chuyện đấy thì cái mâu thuẫn đấy không được hóa giải và nó sẽ còn kéo dài, ám ảnh an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như là của cả khu vực. Vâng, cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch và Thưa Đại tá Lê Thế Mẫu, ông có quan điểm ra sao về cái vấn đề này? Theo tôi thì cái chiến dịch quân sự này thì nó đạt cái mục đích mà như Thổ Nhĩ Kỳ nêu ra đấy, tức là thiết lập một cái vùng an toàn ở Đông Bắc Syria, và trong khu vực an toàn này thì Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đưa khoảng gần 3 triệu người tị nạn của Syria, trong đó chủ yếu là người Syria trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ này, và họ đưa về cái khu vực an toàn này để giải quyết được một cái vấn nạn cực kỳ nhức nhối trên lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ này. Và nếu họ giải quyết được câu chuyện đó thì có lẽ là một trong những mục tiêu đặt ra trong chiến dịch quân sự hiện nay là đã có thể được giải quyết. Nhưng mà theo tôi thì không loại trừ khả năng là Thổ Nhĩ Kỳ là thực hiện một cái toan tính, tức là mượn gió bẻ măng. Tức là ông mượn cớ câu chuyện là thiết lập vùng an toàn, mượn cớ chống khủng bố để ông giành quyền kiểm soát một cách vĩnh viễn một cái khu vực lãnh thổ khá rộng lớn trên lãnh thổ Syria. Mà ở đây nó có liên quan đến câu chuyện mà sau khi mà ông Erdogan phát động chiến dịch quân sự thì giới phân tích chính trị quốc tế họ lưu ý đến một chi tiết, tức là ông Erdogan đang theo đuổi một tham vọng là phục hồi và phát huy ảnh hưởng của đế chế Ottoman trên khu ở khu vực Trung Đông mà họ đã mất đi. Thế thì khi mà bùng nổ cái biến động chính trị mang tên mùa xuân Ả Rập thì ông Erdogan đã theo đuổi cái tham vọng như vậy, tức là nhân thể câu chuyện là Mỹ thực hiện chiến lược Trung Đông thì ông Erdogan sẽ mở rộng cái ảnh hưởng không gian địa chính trị của họ ở khu vực này, ở Iraq, ở Syria, và hiện nay thì đặc biệt là ở Syria. Cho nên là tôi nghĩ rằng là không loại trừ khả năng là ông Erdogan sẽ mượn cớ này để giành quyền kiểm soát một cái vĩnh viễn một khu vực có thể nói là rất là quan trọng giáp biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, tức là Đông Bắc Syria. Nhưng nếu kịch bản này diễn ra thì nó sẽ vô cùng phức tạp. Nó sẽ đẩy cái tiến trình chính trị ở Syria lâm vào khủng hoảng. Nó đẩy cái quan hệ giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ lâm vào khủng hoảng. Và nó đẩy cái toàn bộ khu vực Trung Đông vào một chiều hướng khác mà tôi cho rằng là hết sức đáng lo ngại. Vâng. Xin được cảm ơn Đại tá Lê Thế Mẫu, và một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch đã đưa ra những phân tích và bình luận trong chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Thưa quý khán giả và các đồng chí, mùa xuân hòa bình có vẻ như là cái tên hoàn toàn không liên quan gì tới một chiến dịch quân sự.
Nhưng hiện nay, khi chương trình đang phát sóng, thì tiếng súng vẫn đang nổ ra tại phía bắc lãnh thổ Syria. Và tình hình Syria vốn nan giải trong suốt 8 năm qua, nay lại thêm phức tạp. Và quốc gia này thì chưa biết lúc nào mới đến ngày bình yên. Phần bình luận trong chương trình Người Quan sát ngày hôm nay xin được dừng lại tại đây. Quý khán giả quan tâm có thể xem lại chương trình của chúng tôi tại địa chỉ website qpvn.vn. Còn bây giờ xin được cảm ơn và xin kính chào tạm biệt.